Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Yến Âm Thanh Bãi 197 Lê Duẩn, Hà Nội. Hôm nay thì dưới sức nóng của ánh mặt trời thì vẫn không thể nóng bằng được là những cái mẫu dàn chung và dàn mini mới cập bến trong cái lô dàn cuối tháng 11 lần này. Và hàng về lần này thì về cả mini này, cả những mẫu chung, từ những mẫu tầm dưới 10 triệu cũng có và cả những mẫu trên 20 cũng có anh em nhé. Thì hôm nay là tiếp tục em lại về hàng cho anh em là có Đờ Nông này, có Pana, có Pioneer, có Kenwood. Thì ngay bây giờ các bác hãy cùng em tìm hiểu xem những bộ hôm nay có tính năng gì đặc biệt này và có những cái mức giá làm sao nhá. Ngoài ra thì bác nào muốn tư vấn cũng như là tham khảo thêm nhiều mặt hàng hơn thì có thể liên hệ bên em. Số điện thoại là 0934 683 073. Địa chỉ thì các bác xem hàng là 197 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, Hà Nội. Ok, em sẽ bắt đầu từ cái bộ Đờ Nông 7.5L nhá. Bởi vì lô hàng tháng 11 lần này về rất là nhiều 7.5L. Và hôm nay cũng thế, có một bộ 7.5 hôm nay. Có kiển zin cho anh em này. Và đôi loa gỗ thì rất là đẹp. 7.5L thì thường là về 4 thớt cho các bác. Bộ hôm nay thì có âm ly này, có một phần CD, một phần băng cassette đang chạy rất là ngon. Và phần FM. Đôi loa của 7.5L sẽ là đôi loa gỗ thịt 100% luôn, gỗ thịt hoàn toàn. Và các bác cầm lên sẽ cầm rất sướng tay vì nó nặng. Nặng trịch luôn đấy, chứ một tay không nhấc nổi đâu. Và ở trên loa nó cũng ghi rõ là mã là E727R, phiên bản là 2 đường tiếng và 3 loa. Ngoài hai cái loa các bác nhìn thấy ở ngoài thì ở trong loa nó có một loa bass nữa. Và loa bass kép nó úp ngược lại với đôi loa bass này và đẩy bass ra đằng sau ở lỗ thông hơi. Tiếng bass này rất là chắc, rất là uy lực. Và đây cũng là một trong những cái mẫu dàn chung có thể nói là gần như cao cấp nhất của Đờ Nông rồi. Nó chỉ thua con 9.5 thôi, nhưng mà 9.5 thì vừa hiếm này vừa đắt. Mà thường nó chỉ về 2 thớt đấy, cho nên bác nào mà thích bày 4 thớt ở đồng bộ mà mình dàn 2 thớt ở trên này, mình đặt chảnh ngà dài xuống kệ tivi bày rất đẹp thì có thể tham khảo Đờ Nông 7.5L hôm nay nhá. Đợt này em săn được một lô 7.5L hàng rất là đẹp luôn và loa đấy các thứ nó bóng bẩy này và không hề có tì vết nào cho anh em cả, bởi vì các bác hiểu rằng là chơi cái dàn Nhật này thì ngoài giá trị mình thưởng thức ra thì những cái bộ dàn đắt tiền mình còn em trưng bày, em sưu tầm nữa, nó có giá trị sưu tầm rất là cao. Đấy, thì 7.5L này chắc chắn sẽ đáp ứng được cả phần nghe này lẫn phần nhìn cho anh em. Phần bass uy lực của nó kết hợp phần chép, phần lời nó rất là hài hòa. Đấy, cộng với cái âm ly của con này thì rất là khỏe. Âm ly nó khoảng 120W mà có chế độ lau nớt này và mình chỉnh bass chép thêm. Đấy, 4 thớt mặt nhôm của nó sáng và chỉ vàng ở hai bên này và rất là mới, rất là đẹp. Và toàn bộ các mặt hàng bên em thì vẫn là điện 100V và là hàng phục vụ trong thị trường Nhật. Bảo hành là zin nguyên bản cho anh em khi về đến Việt Nam, và tức là chưa qua sử dụng tại Việt Nam này, cũng như là chưa qua chọc ngoáy, chưa qua động chạm gì cả các bác nhá. Các bác cứ yên tâm, nếu bác nào mua hàng bên em và cũng như hay theo dõi kênh bên em rồi chắc đều biết. Đấy, bên cạnh mẫu dàn chung hôm nay thì có 2 mẫu Pana. Các bác thấy không, đợt hàng nào cũng phải có em Pana này, nó ló mặt vào. Các bạn là dòng này nó anh em hỏi rất là nhiều. Cái cả tiếng của Pana thì tiếng bass nó uy lực này với đôi loa 3 đường tiếng các bác nhá. Hôm nay về được 2 bộ, đó là con PMX100. À đây, đều là PMX100 cả. Đấy, phần loa gỗ bóng piano rất là đẹp. Và sở hữu cặp loa 3 đường tiếng cho nên anh em nghe các cái thể loại nhạc thì tiếng bass chép của nó sẽ tách bạch hơn, chi tiết hơn. Và cả hai bộ này đều có tích hợp Bluetooth sẵn trong máy, rất là tiện lợi, các bác không cần phải dây dợ gì lằng nhằng trên cái điện thoại của mình cả. Đây, cho các bác chiêm ngưỡng kỹ hơn hai bộ Pana hôm nay nhá. PMX100 ngoài Bluetooth và ngoài phần CD ra thì bọn này bắt được FM full đài Việt Nam 108. Đây là một điều hiếm thấy ở trên với những cái mẫu dàn Nhật, thì thường là Nhật họ sử dụng cái giải tần FM đến 90 mà thôi. Đấy, ngoài ra phần USB này rất là tiện khi mà các bác nào mà dùng iPhone, bởi vì nó hỗ trợ cắm vừa phát nhạc cho iPhone này mà vừa sạc máy iPhone qua cái dây cáp luôn. Và chỉ iPhone thôi các bác nhá, các bác đừng thử điện thoại Samsung hoặc là các hãng khác thì nó không được đâu. Thì cái bọn dàn Nhật này là ưu tiên cho iPhone mất rồi. Con này về rất là bóng bẩy, là rất là đẹp. Và đặt dưới cái ánh nắng hôm nay thì trông lại càng bắt mắt hơn các bác nhá. 100, mức giá con này khoảng chưa đến 10 triệu đâu. Đó. Có khiển này. Con này có catalog hướng dẫn sử dụng này. Đó, toàn tiếng Nhật. Nhưng mà anh em yên tâm, bật lên nó vẫn có tiếng Anh. Nó dễ dùng thôi, nó không khó đâu. Bên cạnh đây là một mẫu dàn chung cũng khá là tầm tiền, dưới 10 triệu mà lại có thớt mặt vàng chanh các bác này. Em thấy rất nhiều bác hỏi là có mẫu dàn nào mà vàng chanh không cho nó sang chảnh một chút. Đấy thì Đờ Nông là cái hãng mà hay làm cái thớt của vàng chanh nhất. Bộ hôm nay là Đờ Nông F100. Có phần âm ly cho chúng ta này. Âm ly có chỉnh siêu trầm bên trong các bác nhá. Và chỉnh bass chép. Phần MD làm giải mã DAC khi mình thích cắm các TV đời mới qua cổng cáp quang hoặc là cắm đầu thu HD để hạn là xem các chương trình như YouTube các thứ chẳng hạn, thì các bác khi cảm tính hiệu quả cắp quang rất là chuẩn. Đấy, phần CD này và đôi loa của nó là màu gold nâu gỗ rất là đẹp, mà trông anh cái hình thức của nó ấy, trông nó có nét gì đó rất là dịu dàng, rất là tinh tế, chứ nó không cần quá là hầm hố hay là quá là trông là khủng bố như là bọn Kenwood hay là Onkyo gì đâu. Đờ Nông em thấy hãng làm thiết kế rất là vừa mắt mà trông nó nhẹ nhàng ấy. Đấy, các bác nào mà kể cả mua về trưng bày phòng khách này chắc chắn là vợ con cũng rất là thích luôn, bởi vì hình thức con này phù hợp cho cả các chị em. Nhưng mà ngắm nhìn bộ này sẽ thấy là bộ này nó vừa mắt luôn. Đấy, và chất âm của Đờ Nông thì nghe nhạc vàng trữ tình rất là hợp, nhạc vàng này bolero, đó là sở trường của những con Đờ Nông như này. Còn Pana bên cạnh thì nó sẽ hợp cả nhạc mạnh, nhạc trẻ, remix, bởi vì tiếng Bắc này độc cực kỳ uy lực. Cho dù anh em nhìn thấy là cái loa nó là dạng mini, loa nhỏ, nhưng mà để trong vòng 20 m nhé, các bác bật nhạc remix xem nó đánh ra rung của phòng luôn ấy. Tiếng Bắc nó uy lực như thế đấy. Đấy, còn Đờ Nông bên này cũng thế. Đờ Nông bên này thì vì nó là dòng cao cấp của bọn hãng Đờ Nông 7.5L mà, cho nên chất âm của nó ngoài nhạc vàng các thứ ra thì mình cũng chơi được các nhạc tiết tấu mạnh. Tiếng Bắc con này còn loa bass kép cho nên đánh rất là uy lực, chắc tiếng. Đó. Đấy là ba chất âm của ba con ở dưới nhá. Đấy là em nói qua cho các bác để các bác có thể là khi mình xem clip này thì mình nhắm được phần nào cái bộ dàn nó phù hợp cho mình. Đấy, còn đây là đằng sau tốt của nó đây. Vẫn là điện 100V, dù con này là made in Korea nhưng mà nó xuất sang thị trường Nhật và phải đạt tiêu chuẩn của Nhật. Máy móc còn rất là mới các bác nhá. Đây, cọc loa đây. Đây là con Pana. Cái Pana như em vừa giới thiệu thì PMX100 nó có được cả con này có cả cổng mạng LAN này với cả cổng Wi-Fi. Các bác có thể phát được chế độ AirPlay, tức là phát không dây, một cái dạng phát cao cấp hơn của Bluetooth nhưng mà chỉ dùng cho iPhone mà thôi. Này, date nó khoảng 2015 này, vẫn là điện 100V. Có một cổng cắm chuyên dụng cho máy laptop nhá. Bác nào có thể tìm hiểu thêm cái cổng này cũng rất là hay. Đấy, còn thường là bọn Pana loa đằng sau bao giờ phải có cái lỗ thông hơi cực kỳ to như này. Lỗ thông hơi siêu to khổng lồ để mình tái tạo được âm bass làm sao nó chuẩn và hay nhất. Đấy, các bác nhìn này, vẫn còn nguyên cái bụi từ bên kia về nhá, chưa lau chùi các bác nhá. Máy móc còn rất là đẹp, rất là mới. Nói chung là lô hàng tháng 11 lần này thì thực sự là làm em hài lòng luôn, bởi vì về con nào nó cũng ngon, trông nó cũng đẹp ấy. Tức là mình phải nhìn nó ưng mắt đã thì mình nghe nó mới thấy hay được, chứ bộ nào nhìn mà nhìn đã ngứa mắt rồi thì mình nghe kể cả nó hay mấy thì mình vẫn thấy nó chán thôi. Đấy, Đờ Nông điện 100V các bác lưu ý này, made in Japan. Ok, bây giờ em lại quay ra dưới đằng sau. Đằng sau thì đang có hai con Kenwood dàn chung. Em này thì âm con trùm về tiếng bass rồi đúng không? Kenwood thì rất nổi bật về âm bass khỏe, uy lực, đầy đặn, phù hợp cả nhạc mạnh, nhạc sàn các thứ cho anh em chơi luôn. Hình thức của nó cũng rất là hầm hố, các bác phải nhìn qua ở đây thôi đã thấy được cái thiết kế của bọn Kenwood có thể hiện chất âm nó ra sao rồi. Từ cái thiết kế bên ngoài, cái mặt phay nhôm trông dày dặn này, trông nó cứng cáp này. Đấy, cộng với đôi loa cũng màu nâu gỗ làm rất là to, nó nhỉnh hơn loa của bọn Đờ Nông một chút. Và đôi loa này là cái phần gỗ nó trông cầm rất là chắc chắn. Đấy, và nó còn vắt chéo cơ. Đây, em sẽ quay một góc nhìn nghiêng cho các bác. Các bác không tin nhưng mà đây là loa của nó là loa vắt chéo ấy nhá. Nó có một đường chéo chứ không phải loa phẳng đâu. Đấy, còn cái miệng bass của nó trông cũng rất là ngộ nghĩnh, trông hầm hố luôn, đúng như chất âm tiếng bass của con này. Bass của Kenwood thì thực sự là chả có mẫu hãng làm chung nào có thể đọ lại được. Đấy, anh em nào mà thích nghe tiếng bass nhiều thì không thể bỏ qua bọn Ken rồi đúng không? Các bác xem các clip hàng trước đều biết là Ken 7002 này cũng như là 5002 được anh em săn đón rất là nhiều, thậm chí có những khách đặt 1-2 tháng rồi còn hàng còn chưa đến nơi này. Thì đây là 5002 cho các bác. 50 thì thường là về âm ly, có âm ly này, có FM này, có một phần cassette này, một phần CD. CD thì sẽ có hai tùy chọn, các bác có thể chọn như ở đây là bộ âm dàn là của 50 nhưng mà cái thớt CD là của 70. Bởi vì sao? Bởi vì đây là theo những yêu cầu một số anh em thôi nhá. Vì CD 70 nó có cái phần cáp quang giải mã tích hợp luôn, không cần qua thớt MD gì cả, rất tiện lợi. Đây em sẽ quay đằng sau được các bác. Đây, đây chính là cái em đang nhắc đến. Ui, đang nắng quá. Đấy, các bác thấy không? Em vẫn rất là hy sinh dưới trời nắng nóng này là ra quay hàng cho các bác này đây. Cái phần cổng vào input của nó, cổng cáp quang này, hai cổng Cosian là cổng các đồng trục thì hoàn toàn có thể kết nối tivi qua cái phần CD của 70 này luôn, cực kỳ tiện. Đó, còn ngoài ra đây cái thớt dưới của nó đây vẫn là điện 100V. Đôi loa con này công suất lớn, 100W một loa cơ và made in Japan toàn bộ. Đặc điểm hơn nữa của bọn Kenwood này làm anh em rất là thích bởi vì nó là âm ly tiếng khỏe, âm ly công suất 120W, vừa có lau nớt này mà vừa đánh được 4 loa cùng lúc. thì anh em hoàn toàn có thể ghép thêm một đôi loa giống như này hoặc là nhỏ hơn cũng được, để mình làm loa lời chẳng hạn, hoặc là mình thích nghe nhiều loa hơn. Đờ Nông này cũng thế, thì có một số ít những mẫu dàn chung cao cấp của các hãng họ mới làm được cái phần âm đi công suất khỏe, mình đánh 4 loa thôi. Còn thường là các mẫu dàn chung tầm tiền khác dưới 10 triệu thì nó chỉ chơi khoảng một đôi thôi, nó chỉ tải được đúng một đôi cho các bác thôi. Đấy, bộ bên này cũng là 5002. Các bác để ý nhá, cái phần loa đợt này về em thấy cái phần nón loa này nó khá là căng ấy, thì các bạn nhìn nó đẹp thôi. Còn kể cả nó bị bên Nhật mà họ vô tình họ chọc vào mà nó bị nhăn nhúm vào ấy, thì mình lấy băng dính mình dính ra cũng được, nó không ảnh hưởng gì đến chất âm đâu, bởi vì căn bản nó chỉ là cái nón vải. Các bác hiểu đó là cái nón vải nó che cái đom loa chép ở trong thôi, nó không ảnh hưởng đến chất âm của mình. Đó, nhưng mà đợt này về được cái bộ này thì cái phần đom loa nó căng tròn luôn ấy, thì em thấy nó khá là ưng ý. Phần này là CD của 50 này. Đấy, nếu các bác để ý thì CD 50 nó không có cổng cắp quang vào, cho nên mình phải dùng thêm một phần MD, mình sẽ cắm cắp quang các thứ qua đầu MD. Và đầu MD của bọn 7002 này thì hoàn toàn không cần đĩa mồi, nghĩa là các bác giải mã trực tiếp từ TV các thứ xuống luôn mà không cần phải có cái đĩa mồi ở trong. Mình không cần biết là cái mắt MD có cần đọc hay không, mình chỉ cần biết là cái đầu này giải mã ngon lành thế thôi. Đó, còn đây là phần FM thì bọn Kenwood này không bắt được đài Việt Nam đâu các bác nhá. Nhiều bác cứ tưởng là bắt được đài nhưng mà không. Đờ Nông này cũng thế, cũng không bắt được đâu, chỉ có một vài dòng đặc biệt của Đờ Nông như con này thì này thì có FM 108 ở trong máy luôn này, ở phần âm ly của nó luôn. Đấy, bộ nào có FM thì em sẽ thường nói trong clip luôn đấy, để các bác có thể cân nhắc trước. Đấy, còn hai bộ hôm nay là Kenwood 5002 đây. Đợt này thì 50 em đã trả khách tương đối đủ rồi ấy. Thì những bộ 50 lần này về thì hầu như là về bộ nào anh em mà chuyển khoản luôn thì có thể lấy luôn bộ đấy mà không phải chờ. Còn 70 thì mới phải chờ lâu thôi, 70 em đang còn 5-6 khách còn đang ngồi chờ dài cổ cơ, còn chưa có hàng. Em sốt ruột nhất là các bác. Nhiều bác cứ hỏi các bác mới đặt được có một tuần mà các bác gọi điện bảo có hàng chưa thì em cũng rất là phiền đấy, bởi vì là các bạn phụ thuộc vào nguồn hàng bên kia nữa cơ mà, và phụ thuộc vào bên vận chuyển nữa. Các bác yên tâm là bác nào đã đặt tiền rồi thì từ giờ đến Tết có hàng thì em sẽ chủ động gọi để các bác ra xem cũng như là mình thanh toán các thứ cụ thể. Đấy, còn nếu mà từ giờ đến Tết mà không đủ hàng thì phân giả lại tiền cọc không sao cả. Đấy, các bác hiểu em rồi đúng không? Thì đây là 5002, bộ này bác nào xem xong clip mà alo luôn thì có thể lấy luôn được rồi đấy. Thì em đã trả khách gần hết rồi. Bên này là hai bộ của, một bộ là Pioneer, con này là Pioneer gì đây, Pioneer N701 các bác nhá, N701 có 3 thớt này, âm ly chỉnh bass chép đây, phần MD giải mã với cả phần CD tích hợp cả FM nghe đài 108. Đấy, và đôi loa con này đây, nó là loa 2 đường tiếng, cái phần vân gỗ rất là đẹp này. Kích cỡ của bọn này thì trông nó nhiều thớt như là dàn chung nhưng mà em thấy cái size của nó nhỏ như mini thôi các bác nhá. Thì hoàn toàn có thể để trong phòng tầm 15-20 m là mình nghe vừa đủ. Và chất âm của Pioneer thì nó sẽ hợp cho các bác nghe nhạc vàng, trữ tình. Đương nhiên rồi, bởi vì từ xưa đến giờ Pioneer là một cái hãng nổi tiếng về cái âm sắc để nghe nhạc vàng. Nó ngọt ngào, nó chi tiết và nó sâu lắng. Bên cạnh là một mẫu Đờ Nông, con này thì khá là hiếm về, Đờ Nông F107. Bình thường thì em hay về F102 hoặc là F100 như vừa nãy bởi vì giá nó hợp lý, nhưng mà F107 thì nó là cái phiên bản nâng cấp lên đấy. Nâng cấp lên thì các bác sẽ có được cả USB trong cái phân khúc dàn chung luôn. Nghe được cả USB này, mình cắm được iPhone, iPad qua cái cổng USB đấy, mình vừa sạc máy vừa nghe nhạc. Ở trên là phần CD tích hợp luôn, và phần âm ly của nó có cái FM108 cho anh em, với cả một cái phần chỉnh, anh em thấy cái chữ SDB này không? Phần ton này không? Là mình chỉnh siêu trầm này, mình chỉnh bass chép cho máy. Đấy, bộ này thì thiết kế của Đờ Nông nó rất là đơn giản và tinh tế, nhưng mà chất âm đem lại thì cũng rất là sắc nét luôn. Đờ Nông lại tiếp tục là một bộ nghe nhạc vàng trữ tình cho các bác nhá. Đầu loa con này nó làm bo tròn các góc này, nó không thành sắc cạnh đâu mà nó kiểu bo tròn, nhìn rất là nuột nà. Đó, F100 này, F107 này, để em quay đằng sau con F107 xem có cái gì đặc biệt hơn không nhá. Bởi vì bộ này lâu lắm rồi mới về ấy. Đợt trước hay về bọn F112 thôi. Đây, con này máy móc còn nguyên cả một cái tem dán ở đây này. Phần CD của nó có cổng ra cắp quang. Âm ly thì có gì đây? Có cổng ra súp riêng các bác này. Cổng ra súp đây nhá. Mono out rồi này. Với cả các cổng vào AV thôi, không có gì đặc biệt lắm. Không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà chất âm của này sẽ nhỉnh hơn. Đương nhiên là mỗi phiên bản nâng cấp thì hãng nó sẽ đầu tư của chất âm lên một chút. Đây là Pioneer này. Trong Pioneer này thì công suất 80W một loa. Made in Japan. Vẫn là điện 100V thôi. Đấy, này đằng sau của con 5002 cho các bác này. Đấy, các bác đi mua máy nhớ phải để ý mặt trước mặt sau nó cũng phải đẹp. Thì chứng tỏ cái bộ dàn đấy nó vẫn còn giá trị sử dụng nhiều ấy. Chứ có nhiều bộ dàn mà dùng bên Nhật xong trông nó tã quá thì về đây thì mình không biết rồi đấy. Các bác cứ chọn bộ nào mà bên Nhật họ ít sử dụng ấy mà trông nó còn mới, nó còn đẹp. Thì hãng chơi, vì chơi hàng bãi thì mình phải chọn lượng kỹ một chút đó. Chơi hàng bãi nó không giống như hàng mới được, không phải là con nào nó cũng giống con nào. Cho nên anh cũng khuyến khích anh em là nếu mà ở gần Hà Nội thì có thể qua tận nơi để mình nghe thử trực tiếp các cái mẫu dàn để mình so sánh chất âm với nhau này, rồi mình xem cái này nó có hợp với nhu cầu, hợp với cái tầm tiền của mình không, như thế nó dễ chọn hơn. Còn nhiều khi mình xem trên clip thì nghe cả quay các clip test cũng thấy các bác mà kể cả đeo tai nghe rồi, nhưng mình nghe chất âm qua tai nghe mình không phân biệt được cái chất âm thật của bộ dàn như nào đâu, phải nghe thực tế thì nó dễ chọn hơn rất là nhiều. Đấy, thì hôm nay em tiếp tục về đồ dàn chung và mini cho anh em rồi này. Thì đã gần là cái dịp cuối năm rồi, cũng tháng 11, tháng 12 rồi thì hàng vẫn cũng đang về liên tục cho anh em để phục vụ anh em chơi cái dịp cuối năm cũng như là mua sắm trong dịp Tết. Thì em khuyên các bác là đây là cái thời điểm vàng để các bác chơi dàn rồi đấy. Các bác đừng có mà chờ đến cái dịp sát Tết quá mà hỏi mua, thì đợt đấy nhiều khi hàng nó không về cái biên giới, họ không về hàng nữa chẳng hạn. Đấy, đường biên họ cấm này. Rồi hàng hóa vận chuyển về nó khó khăn hơn. Đấy, các cái mặt hàng đấu giá e-bay các thứ nó cũng đợt cái thời gian đấy nó không vận chuyển nữa. Đấy, cho nên rất là phức tạp. Chờ đến lúc đấy mà mua dàn thì thực sự là không còn nhiều bộ hay đâu. Cho nên các bác mà nếu mà muốn chọn dàn hay thì cứ nhằm thời điểm gần cuối năm như này, khoảng tháng 11, 12. Đấy là thời điểm đẹp nhất để mua dàn đấy. Đây là em tư vấn thêm thôi nhá. Còn ngoài ra bác nào mà muốn tham khảo cho em nhiều các mẫu dàn khác thì có thể lên Facebook cũng như là Zalo của Yến Âm Thanh Bãi, website là amthanhbai.com. Địa chỉ thì các bác qua xem hàng là 197 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, Hà Nội. Đây, đó là con phố Lê Duẩn cắt Vũ Phú Lợi. Nhiều khi các bác đi qua thì thấy có cái hàng kính ở cũng là 197 Lê Duẩn, nhưng mà đây cũng là nhà em nhá, bên này em cho thuê, nhà kính thuê. Còn đây là tận dụng bên trong nhà này có cái lối đi nhỏ nhỏ để bày hàng cho anh em thôi. Đấy, thì căn bản này em bán trên mạng cũng nhiều ấy, khách ở xa họ xem trên clip họ tin tưởng rồi, cho nên mình không cần có diện tích quá to hay là quá khủng bố để mà bày dàn về cả. Cho nên các bác nhớ lưu ý nhá, địa chỉ 197 Lê Duẩn là bên em có nhận chuyển khoản cũng như gửi hàng trên toàn quốc. Còn bác nào ở xa, ở trong nội thành hoặc là gần Hà Nội thì em khuyến khích nên qua tận nơi. Đấy, mình vừa nghe trực tiếp thì nó dễ chọn hơn. Và các bác trở về thì cũng rất là dễ thôi, bởi vì em sẽ có những cái thùng xốp như này. Kể cả vận chuyển đi xa này hay là các bác chở trong Hà Nội thì em vẫn cho thùng xốp để các bác bồ đằng sau nó dễ dàng hơn ấy. Mình vận chuyển nó đỡ ảnh hưởng đến bộ dàn bên trong. Thế nhá, thì cảm ơn em rất là nhiều. Trong thời gian tới em cố gắng quay clip test từng bộ riêng cho anh em. Còn bác nào mà thấy chờ clip test hơi lâu mà muốn nghe thử chất âm của những bộ dàn hôm nay thì hoàn toàn có thể search tên của cái bộ dàn đấy. Chẳng hạn như là con Đờ Nông F100 này. Con này thì đợt trước về cực kỳ nhiều luôn. Em nhớ dịp năm ngoái con này gần như là hot girl ở cửa hàng luôn ấy. Cực kỳ nhiều clip test của bộ F100 này, thì các bác search là Đờ Nông F100 Yến Âm Thanh Bãi trên Google này hoặc là trên YouTube cũng đều ra các clip test hoàn hảo đấy. Và các clip hàng về em giới thiệu thêm nữa. Thì các bác có thể xem lại giúp em nhé. Trong lúc mà chờ em quay clip test từng bộ này thì nó hơi mất thời gian. Ok, cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.